kinh đề Phật đảnh cứu cánh kiên cố về mật nhân của Như Lai về chư Bồ Tát vạn hạnh để tu chứng liệu nghĩa. Viễn một. Tôi nghe như vậy. Một thời nọ, Đức Phật cùng với 1250 vị đại tỳ kheo ở tại tỉnh Xá Kỳ Viên gần thành Phong Đức. Tất cả đệ tử của Phật đều là những bậc đại A-la-hán vô lậu, thiếu trụ pháp và trì pháp. Các ngài thiếu siêu việt các cõi và có thể thành tựu uy nghi ở mọi nơi đến. Họ thiêu Phật chưởng pháp luân và dự khen nhận di giáo của Thế Tôn, nghiêm trì về thanh tịnh trong giới luật. Họ là những bậc đại gương mẫu của chúng sanh trong bê cõi. Các ngài ứng hiện vô lượng thân thể độ thoát chúng sanh, đợt trừ và cứu độ những chúng sanh ở vị lai để họ vượt cõi tất kể trần lị. Tên các ngài là Đại Trí Xá Lợi Phất, Tôn Giả Đại Mục Kiền Liên, Tôn Giả Đại Tất, Tôn Giả Phú Long, Nê Di Đê Lê Ni Tử, Tôn Giả Tu Bồ Đề, Tôn Giả Trần Tánh và các vị khác như thế làm thường thủ. Lại có vô lượng bậc độc giác để đạt đến vẻ vị vô học, cùng với những vị sơ phát khởi đạo tâm cũng đồng đến chỗ của Phật và các vị tỳ kheo đang cư trú. Khi ấy là ngày vào tự tứ, ngày cuối cùng của an cư mùa hè. Chư Bồ Tát trong mười phương đều tụ hội và mong muốn được chỉ dẫn để đoạn trừ lòng nghi. Tất cả đều khâm phục đức từ nghiêm và chuẩn bị lắng nghe mật nghĩa của Phật. Lúc bấy giờ Như Lai trải tọa cụ ngồi tĩnh lặng an nhiên, rồi vì mọi người trong chúng hội mề tuyên thuyết pháp thâm áo, tất cả đại chúng trong tiệc pháp được đều chưa từng có thanh tâm của đại tiên như tiếng của chim dụ thanh và biến khắp tất cả thế giới trong mười phương. Chư Bồ Tát nhiều như các sông Hằng đều đến hội họp ở đạo tràng với ngài Văn Thù Sư Lợi làm thượng thủ. Khi ấy vua Thắng Quân nhân ngày giỗ của cha nên để thiết lễ chay trong vương cung, nhờ vua thánh Phật và đích thân nên đón Như Lai, rồi dọn rất nhiều cao lương mỹ vị. Ngài cũng lại đích thân mời chư đại Bồ Tát đến dự. Giữa lúc ấy ở trong thành, các trưởng giả và cư sĩ cũng chuẩn bị thức ăn cho chư tăng và họ đứng đợi Phật đến tiếp thọ cúng dường. Đức Phật bạch ở ngài Văn Thù Sư Lợi hãy phân phối chư Bồ Tát và những vị A-la-hán đến tiếp thọ thức ăn chay cúng dường của các trai chủ. Chỉ có Tôn Giả A Nan do trước đó nhận lời thỉnh riêng và đang đi xe chưa về nên để không kịp đến giữa lúc chư tăng phân phối đi khúc thực. Ngài một mình trên đường trở về và không có thượng tọa hay thầy giáo thọ đi cùng. Và ngày ấy do chẳng có ai cúng dường nên khi đến giờ, ngài A Nan cầm bát rồi đi vào thành khúc thực theo thứ tự. Giữa lúc khúc thực từ vị thí chủ đầu tiên cho đến vị cuối cùng, ngài luôn tự nghĩ trong lòng sẽ nhận thức ăn từ mọi người, chẳng cỡ là từ vua chúa tôn quý tộc thuộc dòng dõi thanh tịnh hay những kỹ làm ngờ mộ giết thuộc dòng dõi ô uế. Với những tâm thực hành bình đẳng và từ bi, ngài chẳng hề kiến chọn hay sang hèn, mà chỉ phát tâm viên thành để hết thảy chúng sanh được vô lượng công đức. Tôn giả A Nan biết Như Lai để vỡ trách Tôn giả Tu Bồ Đề và Tôn giả Đại Kê Diếp là những vị A La Hán mà tâm chẳng bình đẳng. Do vậy, ngài không tuân lời dạy của Như Lai về sự khúc thực bình đẳng và không để có người sĩ khởi lòng nghi hay phỉ báng. Giữa lúc đi ngang về cái hèo của thành kia, Tôn giả A Nan chậm chậm ra cổng ngồi với uy nghi trang nghiêm tờ chỉnh, ngài cung kính tuân theo pháp khúc thực. Do bởi khúc thực theo thứ tự, khi ấy ngài A Nan đi về một nhà điếm và bất chợt bị trúng đại hưởng thực với sức mạnh chú thực của Phạm Chí Hồn Pháp, để cho rằng có được từ một vị trời ở Phạm Thiên một cô gái thuộc bộ tộc Mê Tăng Ghe để kém dỗ ngài lên danh sàng. Rồi cô ta ép sát vuốt vi cho đến khi giới thể của ngài sắp phế hủy. Biết ngài A Nan đang bị dâm thuật khống chế, Như Lai thọ trai xong thì liền vây về. Vì muốn nghi phép yếu, nhà vua cùng các đại thần, trưởng giả và cử sĩ đều đi thiêu Phật. Lúc bấy giờ, từ trên đảnh nhục kế, Thế Tôn phóng ra 100 luồng ánh sáng báu vô bí. Vô ý trong quang minh xuất hiện một hoa sen báu ngàn cánh. Trên đó có một hóa Phật đang ngồi xếp bằng với tư thế hoa sen và tiên thuyết thần chú. Khi ấy, Đức Phật sắc lệnh cho ngài Văn Thù Sư Lợi mang thần chú này đến bảo hộ Tôn giả A Nan. Khi ép chú tiêu diệt, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đỡ ngài A Nan lên, rồi khiêng ngài và cô gái cùng trở về chỗ của Phật. Khi thấy Phật, ngài A Nan đảnh lễ và than khóc. Ngài hối hận vì từ hồi nào đến giờ chỉ chuyên hướng đa văn mà chưa hết mình tu tập đạo luật. Tôn giả ân cần khảo thỉnh Đức Phật hãy thuyết giảng cho ngài về những phương tiện tối sơ dẫn đến sự chứng đắc vi diệu của chỉ bán về thiền định mà Như Lai trong mười phương được thành Phật đạo. Giữa lúc ấy lại có số lượng Bồ Tát nhiều như các sông Hằng cùng với các bậc đại A-la-hán độc giác về những vị khác từ các thế giới trong mười phương, tất cả đều vui thích muốn nghe.
Họ ngồi xuống và chờ đợi trong yên lặng để tiếp thọ thánh chỉ. Lúc bấy giờ ở giữa đại chúng, Thế Tôn giữa cánh tay sắc vàng và so trên đỉnh đầu của tôn giả E Nan, rồi bảo ngài E Nan cùng các đại chúng rằng: Có một chánh định tên là Đại Phật Đảnh, cứu cánh kiên cố, cụ túc vạn hạnh. Nó là cánh cửa đặc biệt đến một con đường vi diệu trang nghiêm mà Như Lai trong mười phương siêu xuất thế gian. Ông nay hãy lắng nghe. Ngài E Nan định lỡ và chờ đợi thánh chỉ từ bi. Phật bảo ngài E Nan: Ông và Tê đồng chung một dòng tộc, vì chúng Tê chia sẻ tình cảnh thiêng liêng giữa thân tộc. Và lúc đầu tiên khi phát tâm tu đạo, ông đã thấy tướng hảo thù thắng gì ở trong phép Tê mà khiến ông liền dứt bỏ ân ái tham vọng của thế gian. Ngài E Nan thưa với Phật rằng: Thưa Thế Tôn, khi thấy 32 tướng hảo thù thắng tuyệt diệu của Như Lai với thân hình ánh truyệt tựa như lưu ly, con thường tự suy nghĩ rằng các tướng hảo này không thể từ ái dục sinh ra. Vì sao thế? Bởi dục khí thô trượt, tinh dịch của giao cấu tanh hôi và máu mủ tạp loạn thì không thể sanh ra một thân thể thù trắng tịnh diệu và ánh sáng vàng tím kết tụ. Do đó con khát ngưỡng về cạo bỏ râu tóc để thiêu Phật. Đức Phật bảo: Lành thay, E Nan, các ông phải biết rằng từ vô thủy đến nay, tất cả chúng sanh thọ sanh tử, tương tục là gia bưởi, đều chẳng biết thường trụ chân tâm về tánh tịnh minh thể. Thay vào đó, họ sử dụng các vọng tưởng, gia tâm tưởng này chẳng thật nên họ phải luân chuyển sanh tử. Ông nay muốn nghiên cứu về đạo vô thượng để chân thật nhận ra bổn tánh trong sáng, ông hãy nên trả lời câu hỏi của ta với tâm chánh trực. Bởi vì Như Lai trong mười phương thảy đồng đi qua con đường này để ra khỏi sanh tử, do điều dùng tâm chánh trực về lời chánh trực như thế, cho nên trong suốt tiến trình tu tập từ vĩ vị đầu tiên cho đến cuối cùng, họ vĩnh viễn không gặp những khúc mắc. Này E Nan, ta hỏi ông, khi nhờ duyên ở 32 tướng hiệu của Như Lai mà ông sơ khởi phát âm phát tâm, ông để thấy gì trong các tướng hiệu đó và ai là người yêu mến chúng? Ngài E Nan thưa với Phật rằng: Thưa Thế Tôn, con yêu mến chúng với tâm về mắt của mình. Do mắt con thấy các tướng hiệu thù thắng của Như Lai nên tâm sanh yêu mến, cho nên con phát tâm nguyện rời sanh tử. Phật bảo ngài E Nan: Đúng như lời ông nói, tâm về mắt của ông là nguyên nhân cho sự yêu mến đó. Nếu ai chẳng nhận biết tâm về mắt ở đâu thì sẽ không thể nào hàng phục được tròn leo. Ví như khi đất nước bị giặc xâm nhiễm, về nhà vua khởi binh dịp trừ, những binh sĩ này trước tiên còn phải biết bọn giặc đang ở chỗ nào. Đây là lỗi của tâm về mắt mà khiến ông lưu chuyển sanh tử. Tên nay hỏi ông chính xác thì tâm về mắt của ông hiện đang ở đâu? Ngài E Nan thưa với Phật rằng: Thưa Thế Tôn, mười loại chúng sanh ở tất cả thế giới tin rằng thức tâm của họ cư ngụ trong thân, nhưng con nhìn xem đôi mắt hoa xiên xanh của Như Lai thì biết chúng là một phần trên gương mặt của Phật. Con nay xem xét bắt tay mũi lưỡi tiếp xúc với bốn trần, về chúng đều thuộc ở trên gương mặt con, do đó thức tâm chắc chắn cũng ở trong thân. Phật bảo ngài E Nan: Như hiện tại ông đang ngồi trong giảng đường của Như Lai, ông có thể thấy rừng cây chiến thắng, vậy nó bây giờ đang ở đâu? Thưa Thế Tôn, đại giảng đường trùng các thanh tịnh này ở tại vườn cấp cô độc, và rừng cây chiến thắng thật sự đang ở bên ngoài của giảng đường. Này E Nan, bây giờ đang ở trong giảng đường, ông thấy điều gì trước tiên? Thưa Thế Tôn, con hiện đang ở trong giảng đường, trước tiên con thấy Như Lai, tiếp đến con thấy đại chúng, rồi khi nhìn kỹ ra ngoài thì thấy Viên Lâm. Này E Nan, tại sao khi nhìn kỹ ra ngoài ông có thể thấy Viên Lâm? Thưa Thế Tôn, do những cánh cửa và cửa sổ của đại giảng đường này mở tốt, nên con có thể ở trong giảng đường mà thấy được rất xa. Phật bảo ngài E Nan: Đúng như ông nói, tuy thân ở trong giảng đường, nhưng bởi những cánh cửa và cửa sổ mở tốt nên họ có thể ngắm xe đến Viên Lâm. Giả sử có người đang ở tại giảng đường này không thấy Như Lai, thế thì họ có thể thấy bên ngoài của giảng đường chăng? Ngài E Nan thưa rằng: Thưa Thế Tôn, nếu ở tại giảng đường mà không thấy Như Lai thì làm sao có thể thấy khu rừng hay suối nước? Thật không có việc ấy. Này E Nan, ông cũng như thế, tâm của ông có thể hiểu rõ tất cả. Vậy nếu tâm hiện tiền của ông không hiểu mọi thứ mà thật sự ở trong tâm, trong thân, thế thì nó phải biết rõ ở trong thân trước nhất. Có chúng sanh nào thấy ở trong thân trước rồi sau đó mới nhìn thấy cảnh vật ở ngoài chăng? Cho dù nếu họ không thể nhìn thấy tim gan lá lách hay dạ dày thì ít nhất họ vẫn có thể nhận ra
khi móng với tóc một dài, gân chuyển động học mạch đập. Sao họ lại chẳng biết? Nếu ở trong mà chẳng biết thì làm sao biết bên ngoài? Cho nên phải biết rằng điều ông nói là tâm hiểu rõ về phân biệt ở trong thân, thật không có việc ấy. Ngài A Nan cúi đầu về thưa với Phật rằng: Thưa Thế Tôn, con nay nghe Như Lai tuyên giảng phép âm như thế, con tỏ ngộ ra rằng tâm của con phải ở ngoài thân. Tại sao con lại nói thế? Ví như có một cây đèn được thắp sáng ở trong phòng thì nó chắc chắn phải chiếu ở trong phòng trước, rồi ánh sáng của nó sẽ chiếu xuyên qua cánh cửa về ra đến sân. Hết thảy chúng sanh không thấy ở trong thân mà chỉ thấy ở ngoài thân, việc đó cũng như ngọn đèn được đặt ở phía ngoài căn phòng nên nó không thể chiếu vào trong. Nghĩa lý này rất rõ, tuyệt đối không nghi ngờ về đồng liễu nghĩa của Phật nên chẳng thể sai, đúng không ạ? Phật bảo ngài A Nan: Vừa rồi những vị tỳ kheo ở đây để thiêu tê đến thành Phong Đức để thất khục theo thứ tự, sau đó họ trở về rừng cây chiến thắng, rồi qua tròn thực phẩm thành nấm rồi lấy ăn. Tê để thọ trai xong, nhưng ông hãy xem các vị tỳ kheo, nếu chỉ một người ăn thì mọi người có no chăng? Ngài A Nan thưa rằng: Dạ không thưa Thế Tôn. Vì sao thế? Thì các vị tỳ kheo này đều là những bậc A La Hán, nhưng thân thể về lối sinh hoạt của mỗi người chẳng giống nhau. Thế thì làm sao chỉ một người ăn mà có thể khiến mọi người đều no chứ? Phật bảo ngài A Nan: Nếu tâm của ông nhận thức rõ và thấy biết rằng nó thật sự ở ngoài thân thì tâm về thân của ông sẽ tách rời, và chúng không liên quan gì với nhau. Thân sẽ không thể cảm nhận được những gì tâm biết, và tâm cũng sẽ không thể biết được những gì thân cảm nhận. Tay này đưa ra bàn tay mềm mại như bông gòn cho ông thấy, tâm của ông có khởi phân biệt khi mắt nhìn thấy chăng? Ngài A Nan thưa rằng: Dễ có thưa Thế Tôn. Phật bảo ngài A Nan: Nếu mắt về tâm cùng nhận biết thì là sao tâm có thể ở ngồi chứ? Cho nên phải biết rằng điều ông nói là tâm hiểu rõ và phân biệt ở ngồi thân, thật không có việc ấy. Ngài A Nan thưa với Phật rằng: Thưa Thế Tôn, đúng như lời Phật dạy, do con không thấy trong thân con nên tâm con không có ở đó. Do thân và tâm làm việc chung và chẳng tách rời nhau nên tâm con cũng không ở ngoài thân. Nay con nghĩ là để biết nó ở đâu, Đức Phật bảo thế thì nó ở đâu? Ngài A Nan thưa rằng: Thưa Thế Tôn, bởi cái tâm hiểu rõ này không biết gì ở trong nhưng lại có thể thấy bên ngoài, theo sự suy nghĩ của con thì nó ẩn nấp trong mắt. Ví như có người đặt những cái tách ly lưu ly ở trước mắt của họ, tuy có vật ngăn chi nhưng thị giác không bị vướng chướng ngại, căn mắt có thể thấy và phân biệt tùy theo hoàn cảnh. Cũng vậy, tâm hiểu rõ và phân biệt của con không thấy ở trong là vì nó ở trong căn mắt. Nó có thể nhìn kỹ và phân biệt rõ ràng mà không bị chướng ngại là vì nó ẩn nấp trong con mắt. Phật bảo ngài A Nan: Hãy cứ cho là tâm ẩn nấp trong con mắt như lời ông nói về thí dụ về tách lưu ly. Vậy khi người ấy đặt những tách lưu ly ở trước mắt rồi nhìn xong xuôi, họ có thấy những tách lưu ly chăng? Dạ có thưa Thế Tôn, người thật sự có thấy những tách lưu ly khi đặt chúng ở trước mắt của họ. Phật bảo ngài A Nan: Nếu tâm của ông thật sự tương tự như thí dụ về tách lưu ly về nhìn thấy sông núi, tại sao ông lại không thấy con mắt của mình? Còn nếu ông có thể thấy con mắt của mình, con mắt của ông sẽ đồng như cảnh vật bên ngoài nên tâm và mắt sẽ không thể làm việc với nhau. Nếu chẳng thể thấy, tại sao lại nói rằng cái tâm hiểu rõ này ẩn nấp trong căn mắt như với thí dụ về tách lưu ly? Cho nên phải biết rằng điều ông nói là tâm hiểu rõ và phân biệt ẩn nấp trong con mắt cũng như tương tự như thí dụ về tách lưu ly, thật không có chuyện ấy. Ngài A Nan thưa với Phật rằng: Thưa Thế Tôn, con nay lại suy nghĩ như vậy. Nội tạng của chúng sanh ở bên trong, còn chính lỗ thì ở bên ngoài. Nội tạng chi trong tối, còn chính lỗ thì có ánh sáng. Bây giờ ở trước Phật với hai mắt mở, con thấy ánh sáng và gọi đó là thấy ở ngoài. Thấy điên tối khi nhắm mắt lại, con gọi đó là thấy bên trong. Nghĩa lý này có đúng chăng? Phật bảo ngài A Nan: Lúc ông nhắm mắt lại là thấy điên tối, cảnh tượng điên tối này là ở trước mắt hay chẳng phải ở trước mắt của ông? Nếu sự điên tối ở trước mắt của ông, sao có thể nói là ở trong? Cứ cho là nó ở trong thì khi ông ở trong một căn phòng tối tăm chẳng có mặt trời, mặt trăng hay đèn đuốc, cảnh tối tăm ở trong phòng phải là cảnh tối tăm ở bên trong của ông. Còn nếu thật sự điên tối chẳng ở trước mắt ông, sao ông có thể thấy? Cứ cho là ông có thể thấy ở trong bằng một
cách khác hơn so với thấy ở ngoài. Khi nhắm mắt lại về thấy đêm tối thì gọi đó là thấy ở trong thân. Rồi khi mở mắt thấy ánh sáng, tại sao ông chẳng thấy gương mặt của mình? Nếu ông chẳng thấy gương mặt của mình thì không thể thấy bên trong. Nếu ông thấy gương mặt của mình thì cái tâm hiểu rõ này cùng với mắt sẽ ở hư không. Thế thì làm sao chúng thuộc về thân thể của ông chứ? Nếu tâm về mắt ở hư không thì chúng thuộc về thân thể của ông. Còn nếu tâm về mắt thuộc về thân thể thì ông nhưng ở hư không. Thì bây giờ Như Lai thấy gương mặt của ông, nó đáng lẽ cũng phải thuộc về thân thể của ông. Nếu là thế thì khi mắt của ông phân biệt, nhận biết điều gì, thân của ông sẽ chẳng biết được. Nếu một mực bảo rằng mắt về thân, mỗi thứ có sự nhận biết riêng, thì ông sẽ có hai thứ nhận biết. Một là thân thể của ông sẽ trở thành hai vị Phật. Cho nên phải biết rằng điều ông nói là thấy điên tối thì gọi đó là ở trong thân, thật không có việc ấy. Ngài En En thưa rằng: Thưa Thế Tôn, con từng nghe Phật khai thị cho bốn chúng đệ tử rằng do tâm sanh nên muôn phép sanh, về bởi muôn phép sanh nên muôn cảnh giới của tâm khởi sanh. Bây giờ con nghĩ rằng thở tánh của si tư đích thực là tâm tánh của con, tùy thuộc sự kết hợp mà tâm theo đó khởi sanh. Nó không tồn tại chỉ một trong bê nơi ngồi về giữa. Phật bảo Ngài En En: Nay ông nói rằng do phép sanh nên muôn cảnh giới của tâm khởi sanh, về tùy thuộc sự kết hợp mà tâm thiêu đó khởi sanh. Nhưng với một cái tâm như thế thì nó không thể có thể tách và không thể kết hợp với bất cứ gì. Nếu một cái tâm không thể tánh như thế mà vẫn có thể kết hợp thì tức để có 19 giới nhân quê sự kết hợp của trần thứ 7. Nghĩa lý này không thể được. Còn nếu một cái tâm có thể tánh như thế thì nếu ông lấy tay tự nhíu mình, tâm của ông có nhận biết được là từ bên trong hay từ bên ngoài vào chăng? Nếu nó từ bên trong ra thì ông cũng sẽ thấy ở trong thân. Còn nếu nó từ bên ngoài vào thì ông sẽ thấy gương mặt của mình trước. Ngài En En thưa rằng: Thưa Thế Tôn, cái thấy là do con mắt về tâm nhận biết chứ chẳng phải con mắt. Nói rằng tâm nhìn thấy thì chẳng hợp nghĩa. Đức Phật bảo nếu con mắt có thể thấy thì khi ông ở trong phòng lĩ ra cánh cửa nhìn thấy cảnh vật ở ngoài chứ không phải ông. Lại nữa, một khi ai đó để chết nhưng con mắt vẫn chưa hư hội thì con mắt của người ấy lĩ ra phải thấy cảnh vật. Làm sao để chết mà còn nhìn thấy cảnh vật chứ? Này En En, nếu tâm hiểu rõ và phân biệt của ông thật sự có thể tánh thì nó là một thể tánh hay nhiều thể tánh. Thể tánh này biết khắp hay chẳng biến khắp thân thể của ông, cứ cho nó là một thể tánh đi. Vậy khi ông dùng tay nhíu một ngón tay thì bốn ngón khác có cảm giác chăng? Nếu có thì cảm giác bị nhíu đó không thể chỉ dùng ở một nơi. Còn nếu cảm giác bị nhíu đó chỉ dùng ở một nơi thì tâm ông không thể chỉ có một thể tánh. Nhưng nếu tâm ông có nhiều thể tánh, ông sẽ trở thành nhiều người. Vậy thì thể tánh nào là ông? Lại nữa, nếu một thể tánh biến khắp thân thể của ông thì một cái nhíu sẽ cảm giác khắp toàn thân. Nhưng nếu chẳng biết khắp toàn thân thì khi ông chạm vào đầu về chân cùng một lúc, ông sẽ cảm giác sự xúc chạm ở trên đầu mà không có cảm giác sự xúc chạm ở chân. Nhưng đó không phải là những gì ông cảm nhận. Cho nên phải biết rằng điều ông nói là tùy thuộc vào sự kết hợp mà tâm thiêu đó khởi sanh, thật không có việc ấy. Ngài En En thưa với Phật rằng: Thưa Thế Tôn, con cũng nghi khi Phật đàm luận thuật tướng về Ngài Văn Thù Sư Lợi và những vị phép vương tử khác, Thế Tôn cũng nói rằng tâm không ở trong và cũng không ở ngoài. Nay con suy nghĩ rằng nếu tâm ở trong thì nó sẽ chẳng thấy gì, và nếu tâm ở ngoài thì nó là thân chẳng biết nhau. Do tâm chẳng biết ở trong nên nó không thể vào trong, do thân về tâm biết lẫn nhau nên nó không thể nào ở ngoài. Vì vậy do thân về tâm biết lẫn nhau, về tâm không thể thấy ở trong nên tâm phải ở giữa. Đức Phật bảo: Ông nói rằng tâm ở giữa. Ở giữa thì phải có một nơi nhất định nào đó. Thế thì cái ở giữa này của ông ở đâu? Có phải nó ở ngoài hay ở trong thân? Nếu nó ở trong thân, nó có thở trên bờ mặt của thân hoặc nơi nào đó trong bên trong. Nếu nó ở trên bờ mặt thì nó không thở gọi là ở giữa. Còn nếu nó ở bên trong thì nó sẽ đồng như ở trong. Cái ở giữa này có vị trí chăng? Nếu có thì là dấu hiệu gì về vị trí đó chăng? Nếu không có dấu hiệu gì về vị trí đó thì ở giữa chẳng tồn tại. Và cho dù có dấu hiệu về vị trí của nó, vị trí đó là bất định. Tại sao thế? Ví như khi có một người
làm ký hiệu để định dạng vị trí ở giữa. Khi nhìn từ hướng đông thì nó ở hướng tây, khi nhìn từ hướng nam thì nó ở hướng bắc. Ký hiệu như thế sẽ không thể là một điểm ở giữa nhất định. Và tương tự như thế, nó không rõ ràng cho cái tâm ở giữa nghĩa là sao? Ngài Enem thưa rằng, ở giữa mà con nói thì không phải ở những nơi đó. Như Thế Tôn để dạy, căn mắt về sắc, tròn làm duyên để sanh rê thức của mắt. Căn mắt hiển lộ hình ảnh, sắc tròn thì vô tri, về thức của mắt sanh rê ở giữa chúng. Đó là nơi của tâm. Đức Phật bảo, nếu tâm của ông ở giữa căn mắt về sắc tròn, thế tánh của tâm đồng như thế tánh của căn mắt về sắc tròn hay không? Thế nếu thể tánh của tâm đồng như thể tánh của căn mắt về sắc tròn, nó sẽ lẫn lộn của cái gì về nhận biết, về cái gì chẳng thể nhận biết. Việc ấy là trái nghịch. Cái là ở giữa này ở đâu? Và cho dù thể tánh của tâm chẳng đồng như thể tánh của căn mắt về sắc tròn, thì tâm sẽ phải nhận biết hay chẳng phải không nhận biết? Cái tâm như thế sẽ không thể có tánh. Thế thì sao nó ở giữa chứ? Cho nên phải biết rằng điều ông nói là tâm ở giữa thật không có việc ấy. Ngài Enen thưa với Phật rằng, thưa Thế Tôn, xưa con thấy Đức Phật cùng với 4 vị đại đệ tử, Tôn giả Đại Mục Kiền Liên, Tôn giả Tu Bồ Đề, Tôn giả Phú Lâu Nê Di Đen Lê Ni Tử, về Tôn giả Xế Lợi Phất cùng chuyển Pháp Luân về, thường nói rằng cái tâm hiểu rõ và phân biệt không phải ở trong, cũng không phải ở ngồi hay giữa. Nó không, nó đều không ở những nơi ấy. Nơi không nhất định gọi là tâm. Có thể nơi nào không nhất định gọi là tâm chăng? Phật bảo Ngài A Nan, ông nói rằng tánh của tâm hiệu rõ và phân biệt không ở nơi nhất định. Tuy nhiên mọi cảnh tượng trên thế gian như là không khí, đất nước, những loài biết bay hoặc đi đều không có nơi nhất định. Thế thì cái tâm ở nơi không nhất định của ông đang ở nơi nào? Hay nó chẳng ở nơi nào? Nếu nó chẳng ở nơi nào thì cũng như ruột có lông hay thỏ có sừng. Làm sao ông có thể nói về thứ mà chẳng có nơi nhất định? Giả sử có thứ tồn tại mà không có nơi nhất định, những gì không tồn tại thì không có tướng, những gì tồn tại thì có tướng, và bất thứ gì tướng được có nơi, làm sao ông có thể nói rằng tâm không ở nơi nhất định? Cho nên phải biết rằng điều ông nói là tâm hiểu rõ và phân biệt không ở nơi nhất định. Thật không có việc ấy. Lúc bây giờ ở giữa đại chúng, Ngài Enen liền từ chỗ ngồi đứng dậy, biến éo lộ vai phải, với vì phải vì sát đất, chắp tay cung kính về thưa với Phật rằng, con là người em họ út nhất của Như Lai và được Phật rải lòng từ ái. Tuy nay con để xuất gia nhưng vẫn cõi nương tình thương ấy, cho nên chỉ đeo văn mà chưa được vô lậu. Do không thể thuyết phục chú thuật của phạm trí hồn phép, con bị nó dụ dỗ về nhà của dâm nữ. Tất cả là vì con không biết làm sao để tìm cảnh giới của chân thật. Kính mong Thế Tôn đại từ thương xót mà khai thị cha chúng con về đường tu chỉ, để chỉ dẫn những ai tin không đủ nơi pháp về đối kháng với những tà kiến mọi rợ. Khi nói lời ấy xong, Ngài A Nan đảnh lễ sát đất, rồi cùng các vị đại chúng đứng đợi kheo khát để cung kính lắng nghe giáo pháp. Lúc bấy giờ từ khuôn mặt Thế Tôn phóng ra muôn loại ánh sáng với nhiều màu sắc. Ánh sáng đó chói lòa như trăm ngàn mặt trời. Khi đó khắp thế giới của chư Phật đều chấn động 6 cách, và có một số lượng quốc độ nhiều như quy tròn ở khắp 10 phương đồng thời hiện ra do uy thần của Phật, nên khiến các thế giới hợp thành một thế giới. Ở trong thế giới đó, tất cả chư đại Bồ Tát đều ở cõi của nước mình, chắp tay và cung kính lắng nghe. Phật bảo Ngài A Nan, tất cả chúng sanh từ vô thủy đến nay do muôn thứ điên đảo nên để tạo ra những hạt giống nghiệp về tự nhiên sĩ như chùm vẽ cơm lấy hiệp. Sở dĩ những người tu hành không thể thành tựu đạo vô thượng, các vị như là Thanh Văn Duyên Giác cùng với hàng ngồi đạo chư thiên mê vương về viễn thuộc của mê, là bởi họ chẳng hiểu hai loại căn bổn và nhầm lẫn trong sự tu tập. Họ ví như có kỹ nấu cát mà muốn thành thức ăn ngon vậy. Cho dù trải về số kiếp nhiều như bụi, nhưng kết cục là chẳng thể nào đạt được những gì. Là hai Enen. Một, cái tâm tìm cầu nơi duyên mà nay chính ông về các chúng sanh cho là tự tánh của mình, là căn bộ của sanh tử từ vô thủy. Hai, thở tánh thanh tịnh bổn nguyên của tuệ giác tịnh diệt, không có khởi đầu. Nó là sự hiểu biết bổn nguyên, là thuộc tánh của thức, có thở sanh các duyên và bị các duyên của chúng sanh làm mất đi. Do các chúng sanh làm mất đi sự hiểu biết
bổn nguyên này mặc dù nó luôn hiện hữu ở mọi lúc, nhưng họ chẳng biết và nhầm lẫn mà xê vào các đường. Này Enan, do bởi ông hay muốn biết về con đường tu chỉ để ra khỏi sanh tử, bây giờ tê sĩ hỏi ông thêm một lần nữa. Lúc bấy giờ Thế Tôn nhắc cánh tay sắc vàng và cong năm ngón tay của ngài, mỗi ngón tay đều có hình bánh xe, rồi bảo ngài Enan rằng: giờ ông có thấy gì chăng? Ngài Enan thưa rằng: dạ thấy. Đức Phật bảo: ông thấy điều gì? Ngài Enan thưa rằng: dạ, con thấy Như Lai nhấc cánh tay lên rồi cong những ngón tay của ngài thành nắm tay, về từ nơi đó phóng ra ánh sáng chói lòa mắt con. Đức Phật bảo: ông dùng cái gì để thấy? Ngài Enan thưa rằng: dạ, con và đại chúng đều thấy với mắt của mình. Phật bảo: ngài Enan, ông nay đáp rằng Như Lai cong những ngón tay của ngài thành nắm tay, về từ nơi đó phóng ra ánh sáng chói lòa tâm về mắt của ông. Con mắt của ông có thể thấy nắm tay, nhưng điều gì mà ông cho rằng tâm của ông chối lò là bởi nắm tay của tê? Ngài Enan thưa rằng: thưa Thế Tôn, bây giờ Như Lai hỏi con về vị trí của tâm, con dùng tâm để tìm kiếm cùng khách về khả năng ra tự quyết định, đó là tâm của con. Đức Phật bảo: ôi không, Enan, đó chẳng phải là tâm của ông. Ngài Enan kinh ngạc rời chỗ ngồi đứng dậy và chắp tay bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, nếu đó chẳng phải là tâm của con thì là gì? Phật bảo ngài Enan: đó là trụ tưởng tâm sanh khởi từ tướng hư vọng của trần cảnh hiện tiền, chúng mê hoặc chân tánh của ông, khiến ông từ vô thủy đến đời hiện tại để nhận giặc làm con và đánh mất tâm bổn nguyên thường hằng của ông, do đó mà ông phải thọ luân chuyển trong sanh tử. Ngài Enan thưa rằng: thưa Thế Tôn, con là người em họ được Phật thương nhất, do lòng thương mến Phật mà con xuất gia. Tâm của con không chỉ riêng cúng dường Như Lai, mà cho đến phụng sự chư Phật và các vị thiện tri thức biến khắp quốc lộ đều như các sông Hằng. Con đều dùng cái tâm phát đại dụng mạnh ấy để làm những việc khó làm ở trong chánh pháp. Giả sử nếu có khi nào con hỷ bán chánh pháp và vĩnh viễn từ bỏ căn lành của mình, thì cũng chính sĩ là cái tâm đó. Nếu sự hoạt động của thấu hiểu này chẳng phải là tâm thì con không có tâm. Con sĩ đồng như nắm đất hay khúc gỗ, bởi rời khỏi sự hiểu biết này thì chẳng có gì tồn tại. Vì sao Như Lai nói đó không phải là tâm con? Nay con thật sự kinh hoàng về toàn thể đại chúng nơi đây, không ai là chẳng hoài nghi. Kính mong Như Lai rủ lòng đại bi mà khai thị cho nhận kỹ chưa khai ngộ. Lúc bấy giờ Thế Tôn khai thị cho ngài Enan và các đại chúng để dẫn tâm họ vào vô sanh phép nhẫn. Từ trên tòa sư tử, Đức Phật so đỉnh đầu của ngài Enan và bảo rằng: Như Lai thường nói rằng các phép sanh ra chỉ là sự biến hiện của tâm, do đó tất cả đều bị chi phối của định luật nhân vẻ, từ thế giới cho đến hạt vi trần, nhân bởi tâm mà được hình thành. Này Enan, nếu xem xét căn nguyên của hết thảy mọi thứ trên thế giới, cho đến cỏ lá hay chỉ một sợi tơ, chúng ta sẽ thấy chúng đều có thể tánh, cho dù hư không thì cũng có tên và đặc tánh. Huống nữa là tâm thanh tịnh trong sáng vi diệu là tánh của tất cả trạng thái não bộ mà chẳng có từ thể hay sao? Nếu ông khăng khăng cho rằng tánh hiểu rõ phân biệt và nhận biết là tâm, thì cái tâm đó rỉ ra phải có tự tánh riêng biệt và tách rời tất cả sự hòa hợp với các tròn sắc thanh hương vị xúc pháp. Tuy nhiên, như bây giờ ông đang lắng nghe phép của tê, nhân bởi âm thanh mà ông có thể phân biệt nghĩa lý, cho dù ông có thể làm im bặt tất cả sự lắng thấy nghi hiểu biết về giữ lắng động bên trong, thì hình bóng của sự phân biệt và phép tròn vẫn còn. Đây không phải bảo ông chi chấp nhận đó chẳng phải là tâm, mà ông hãy xem xét tỉ mỉ về tâm của mình. Nếu có tánh phân biệt mà lìa khỏi những diễn biến của não, thì đó tức là chân tâm của ông. Trái lại, nếu tánh phân biệt chẳng có tự thể khi lìa khỏi các trần, thì đó tức là diễn biến của não bộ, là hình bóng của sự phân biệt. Trần cảnh thì không thường trụ, nếu khi cái tâm đó biến đổi hoặc bị diệt thì nó tức đồng như lông rùa hay sừng thỏ. Như vậy phép thân của ông cũng theo đó mà đoạn diệt. Thế thì ai là người tu hành để chứng vô sanh phép nhẫn đây? Bây giờ Enan và các đại chúng đều lặng câm và không nói được gì. Phật bảo ngài Enan: sự dĩ vô số người tu hành ở thế gian mặc dù hiền tiền để trải về chín loại định theo thứ tự, nhưng vẫn không được lậu tận và thành bậc A-la-hán, đều do chấp
trước cái vọng tưởng sanh tử này mà nhận làm lời chân thật, cho nên thì ông nay để đê văn học rộng nhưng vẫn không thành tựu với thánh vẽ. Khi nghi xong, ngài e nan lại rơi lệ xót thương. Tôn giả đảnh lễ sát đất, hai gối quỳ chắp tay về thưa với Phật rằng: Thưa Thế Tôn, kể từ khi phát tâm thiêu Phật sắc dê, con để cởi nương uy thần của Phật. Con thường tự nghĩ rằng mình không cần phải khổ nhọc tu hành, bởi Như Lai sĩ ban chánh định cho mình, còn hoàn toàn chẳng biết rằng thân tâm của mỗi người chẳng thể thay thế cho nhau. Do đó con để đánh mất bổn tâm của mình, về tuy thân sức dê nhưng tâm chẳng vào đạo, con như kỷ cùng tử để bỏ chạy trốn. Mãi đến hôm nay con mới biết rằng tuy mình để đeo văn học rộng nhưng nếu không tu hành thì mình sẽ chẳng học được gì. Đây ví như có người cứ nói về thức ăn thì sẽ không bao giờ no kẻ. Thưa Thế Tôn, nay con chúng con bị xiết bởi hai chướng ngại nên do đó chẳng biết tự tánh thường tịch của tâm, kính mong Như Lai thương xót chúng con là những kỷ cùng khổ mề hiểm lộ diệu minh chân tâm, mề mở con mắt đạo của chúng con. Lúc bấy giờ từ chữ vạn trên ngực của Như Lai vọt ra vang minh báu, ánh sáng đó chói lòa như trăm ngàn màu sắc, cũng đồng thời chiếu khắp tất cả thế giới như như quy tròn của chư Phật trong mười phương. Rồi nó rót vào khắp đỉnh đầu của chư Như Lai ở trong mỗi Phật độ báu. Sau đó ánh sáng trở về rồi chiếu đến ngài A Nan và các đại chúng. Khi ấy Phật bảo ngài A Nan rằng: Tê nay sĩ vì ông mà dựng lên phép tràng lớn về cũng khiến cho hết thảy chúng sanh trong mười phương được con mắt thanh tịnh để trèo quy diệu bí mật của tánh tịnh minh tâm. Này A Nan, vừa rồi ông đáp rằng ông thấy nắm tay của Như Lai phóng ra ánh sáng. Nguyên nhân gì khiến nắm tay của Như Lai phóng ra ánh sáng? Tê làm thành nắm tay như thế nào? Vậy ông để dùng gì để thấy? Ngài A Nan thưa rằng: Thưa Thế Tôn, do toàn thân thể của Phật có màu sắc như vàng ở dưới sông Tại Châu Thắng Kim và đã thấm như hòn núi báu, nên do từ thành tịnh mà có ánh sáng phóc rê. Con thật sự tận mắt nhìn thấy Như Lai nhấc tay lên cho mọi người thấy, rồi cong năm ngón tay với hình bánh xe của ngài lại, nên mới có tướng nắm của tay. Phật bảo ngài A Nan, bây giờ Như Lai sẽ nói lời thành thật cho ông rõ, về thí dụ đó, những ai có trí tuệ sẽ được khai ngộ. Này A Nan, hãy dùng nắm tay của tê làm thí dụ. Nếu chẳng có tay, tê sẽ không thể làm một nắm tay. Nếu chẳng có mắt, ông sẽ không thể thấy. Quay thí dụ về căn mắt của ông về nắm tay của tê, sự so sánh ấy có giống nhau chăng? Ngài A Nan thưa rằng: Dạ có, thưa Thế Tôn. Nếu chẳng có mắt, con sẽ không thể thấy. Vì vậy về thí dụ về căn mắt của con về nắm tay của Như Lai, sự so sánh ấy là giống nhau. Phật bảo ngài A Nan, ông nói rằng sự so sánh của chúng giống nhau, tuy nhiên chúng chẳng tương đồng. Vì sao thế? Bởi một người không có tay thì sẽ không bao giờ làm được một nắm tay, nhưng người không có mắt thì chẳng phải hoàn toàn không thấy. Vì sao thế? Bởi nếu ông hỏi những người mù trên đường phố rằng ông có thấy gì chăng, người mù kia sẽ không ngần ngại mà trả lời ông rằng: Bây giờ tôi chỉ thấy tối om ở trước mắt mà không có gì khác để nhìn. Vang xét về ý nghĩa này, trần cảnh ở trước tự tối, chứ thị giác chẳng hề tổn giảm. Ngài A Nan thưa rằng: Thưa Thế Tôn, những người mù chỉ thấy tối om ở trước mắt thì làm sao có gọi là thấy? Phật bảo ngài A Nan, nếu bỏ chung những người mù chỉ thấy tối om ở trước mắt với người có mắt ở một căn phòng tối om, hai loại điên tối ấy có khác biệt gì hay chăng? Dạ không, thưa Thế Tôn, so sánh về hai loại điên tối giữa người mắt sáng ở trong căn phòng tối om và người mù kia thì hoàn toàn chẳng khác biệt. Này A Nan, giả sử người mù chỉ thấy tối điên ở trước mắt, bỗng nhiên được mắt sáng trở lại, về giờ thì họ thấy đủ mọi hình sắc ở trước mắt. Ông có thể gọi đá là mắt thấy. Giả sử người mắt sáng ở trong căn phòng tối om kia chỉ thấy tối điên ở trước mắt, bỗng nhiên ngọn đèn được thắp sáng, về giờ họ để thấy đầy đủ mọi hình sắc ở trước mắt. Ông có thể gọi đá là điền thấy. Bây giờ nếu điền có thể thấy thì nó không gọi là điền nữa. Lại nữa, nếu điền có thể thấy thì liên quan gì với người mắt sáng đâu? Cho nên phải biết rằng cái điền có thể hiển lộ hình sắc về sự thấy như thế con mắt, chứ chẳng phải cái điền. Con mắt có thể hiển lộ hình sắc về tánh thấy như thế là đến từ tâm, chứ chẳng phải con mắt. Mặc dù ngài A Nan và các đại chúng để nghe lời Phật nói, nhưng tâm vẫn chưa khai ngộ nên giữ im lặng, hy vọng rằng sẽ tiếp tục được nghe âm thanh từ bi thiên giảng của Phật. Họ chắp tay thanh tịnh tâm ý và chờ đợi lời dạy
bảo từ bi của Phật. Lúc bấy giờ Thế Tôn duỗi cánh tay ra rồi mở bàn tay chói sáng, mềm mại như bông gòn, cá màng lưới giữa các ngón tay, về hiển lộ hình bánh xi ở trên những ngón tay. Đức Phật bảo ngài A Nan về các đại chúng rằng: sau khi thành đạo, ta đi đến vườn Nai, về vì nhóm 5 người của tỳ kheo E Nhễ Kiều Trần Như cùng 4 đệ tử của các ông mà nói rằng, sự dĩ các chúng sanh không thành tựu Phật đạo hay trở thành bậc A-la-hán là họ đều bị mê hoặc bởi phiền não, tựa như những du khách về vi trần. Đương thời các ông do nguyên nhân gì mà khai ngộ, về nay được thành tựu thánh vẻ? Khi ấy ngài A Nan Nhễ Kiều Trần Như đứng dậy về thưa với Phật rằng: thưa Thế Tôn, trong tất cả những vị trưởng lão hiện diện ở đại chúng nơi đây, con là người độc nhất được tên gọi là Giải, nhân bởi con giác ngộ hai chữ khách tròn mề thành tựu thánh vẻ. Thưa Thế Tôn, ví như có một du khách dừng chân ở ván trọ để ăn uống hoặc ngủ qua đêm, một khi để nghỉ ngơi hoặc ăn uống xong, họ liền thu xếp hành trang mà lên đường mà không nhàn rỗi nán lại. Nhưng nếu người ấy đích thật là chủ quán thì không thể rời khỏi. Suy ngẫm về thí dụ này, người không ở lại gọi là khách, và người ở lại gọi là chủ, do chẳng trụ lâu nên nó gọi là tạm thời. Lại ví dụ như bầu trời khi mưa tạnh ở buổi sáng, một luồng ánh sáng trong thanh từ mặt trời nhô lên chiếu xuyên qua lỗ hổng, về hiển lộ những hạt bụi ở không trung. Thể chất của quy trần dao động như hư không thì tịnh nhiên. Suy ngẫm về thí dụ này, lặng yên gọi là hư không và dao động gọi là vi trần. Do có dao động nên nó là di chuyển. Đức Phật bảo Như Thị: lúc bấy giờ ở giữa đại chúng, Như Lai cong năm ngón tay với hình bánh xe thành nắm tay. Khi để cong thành nắm tay rồi lại mở ra, khi để mở năm ngón tay ra rồi lại cong thành nắm tay, và bảo ngài A Nan rằng: bây giờ ông thấy gì? Ngài A Nan thưa rằng: dạ, con thấy Như Lai mở về khiếp lòng bàn tay có hình bánh xe châm báu ở giữa đại chúng. Phật bảo ngài A Nan: ông thấy bàn tay của ta mở về khiếp ở giữa đại chúng là tay của ta có mở về khiếp hay là thị giác của ông có mở về khiếp? Ngài A Nan thưa rằng: dạ, bàn tay báu của Thế Tôn có mở về khiếp ở giữa đại chúng. Mặc dù con thấy tay của Như Lai tự mở về khiếp, nhưng thị giác của con không có mở hay khiếp. Đức Phật bảo: cái gì động và cái gì tỉnh? Ngài A Nan thưa rằng: dạ, bàn tay của Phật có dao động, nhưng thị giác của con còn vượt ra khỏi sự tỉnh tịch tỉnh, huống nữa là có dao động hay sao? Đức Phật bảo: Như Thị, lúc bấy giờ có một luồng sáng máu phóng ra từ lòng bàn tay có hình bánh xe của Như Lai và xẹt ngang qua vai của ngài A Nan. Ngài A Nan lập tức xoay đầu và nhìn sang bên phải. Đức Phật lại phóng ra một luồng ánh sáng ở bên vai trái của ngài A Nan. Ngài A Nan cũng xoay đầu và nhìn sang vai bên trái. Phật bảo ngài A Nan: vừa rồi tại sao ông xoay đầu? Ngài A Nan thưa rằng: dạ, con thấy Như Lai phóng một luồng ánh sáng báu vi diệu xẹt ngang ve vai phải của con, rồi một luồng ánh sáng khác xẹt ngang ve vai trái của con, cho nên con xoay đầu của mình về bên phải về trái để nhìn. Này A Nan, khi ông xoay đầu về bên phải về trái để nhìn Phật quan, là đầu của ông dao động hay là thị giác của ông dao động? Thưa Thế Tôn, đầu của con dao động, nhưng thị giác của con còn vượt ra khỏi sự tịch mịch tỉnh, huống nữa lại có dao động hay không? Đức Phật bảo: Như Thị, khi ấy Như Lai bảo toàn thể đại chúng rằng, tất cả chúng sanh còn phải hiểu rằng những thứ gì dao động là quy tròn, và chúng tự như du khách chẳng ở lại. Như vừa rồi các ông thấy đầu của A Nan dao động, nhưng thị giác của ông ta chẳng hề dao động. Lại nữa, khi A Nan thấy bàn tay của ta khiếp và mở, nhưng thị giác của ông ta chẳng khiếp hay mở. Thế thì tại sao các ông vẫn cho những gì dao động là thân của mình và những gì dao động là cảnh của nó? Vả lại chúng hình thành về hội diệt trong từng niệm, các ông để đánh mất chân tánh của mình và làm những việc điên đảo. Do bởi đánh mất chân tánh của tâm và nhận lấy trần cảnh làm của mình, nên các ông vẫn luôn lưu chuyển trong luân hồi. Kinh Đại Phật Đảnh cứ khuyến cố Như Lai về chư Bồ Tát vận hành để tu chấm lượng nhé.